vô quán cậu sẽ bảo vệ thể thế ta quyền đây. Các anh đối mặt với nhân dân, anh ngồi xổm lên luật pháp, anh thừa biết rằng anh làm những điều này là sai trái với luật pháp. Anh hãy đọc đây, anh hãy đọc tất cả những điều này trong hiến pháp. Không dám đọc một quyển sách như thế à? Hả? Không dám đọc một sách mỏng như thế này hả? Mà không được vào đầu các anh. Anh ngang nhiên trà đạp, trà đạp lên cái quyền làm người của người dân. Các em hãy quay đầu về với nhân dân.